Chào các bạn nha, hôm nay mình tiếp tục đi săn cá co ở ngoài đập nha. Hôm nay hy vọng là sẽ được cá để quay cho các bạn coi nhé. Bây giờ mình ra ném mồi và chờ đợi cá ăn nha các bạn. Xong rồi các bạn, hôm nay mình câu 3 cần nhé. Thời tiết hôm nay đẹp không các bạn? Trời âm u nhưng mà như vậy cho nó mát nha các bạn. Nhỏ rồi các bác. Hồi nãy vừa mới khen trời đẹp xong, bây giờ trời lại mưa. Không biết có mưa to không các bác? Giờ đang mưa nhỏ nhỏ. Hy vọng là trời sẽ nhanh cạn mưa để tiếp tục câu nha các bác. Giờ mình ở đây câu có một mình à. Giờ cỡ 10 giờ cỡ trưa thì có mấy thằng bạn mình nó ra đây câu chung với mình nha các bạn. Thôi giờ mưa thì mưa chứ vẫn ngồi đợi cá ăn nha các bạn. Hy vọng là cá sẽ kéo cần để quay lại cho các bác coi nhé. Cần đỏ mình câu ở trong góc đây nha các bác. Hồi nãy có con cá chê co lắm, nó ngoi lên đây nó thở. Nên giờ mình thả mồi xuống đây mình câu đợi nó ăn nhé. Nếu mà nó ăn mình sẽ quay lại cho các bác coi nhé. Còn cần xanh thì mình vẫn câu ở bên ngoài đập lớn thôi các bạn. Vậy nhé. Dạ rồi các bạn. Không cửa thấy con đây giờ. Quá trời to luôn. Thả cầu quá. Phải con mình em danh, phải con xanh xám mình em. Cái con này là con không phải con này đen thôi. Con đen thôi. Kia nó đậm. Giờ mới trả lên thôi. Bảo các bác, nghe hay không? Đây làm biết thật ra làm mấy cái gì. Trời mình đã quá. Đuối rồi, gần đuối rồi. Ok, lên được chưa, lên được chưa? Rồi. Cầm dây chắc quá vậy rồi, cầm dây. Ủa. Lấy cho găng cái áo phát đi. Phải ơi. Chứ cầm dây rút tay. Cầm dây được đó, cầm tay không. Wow, to quá. Lên bờ. Ok. Ok luôn. Còn các bạn, cỡ này sau cổ tay này. Rồi cầm nhấc lên cho khán giả xem. Đây. Đã không? Bụng đá đi. Hải ô bạn luôn hả? Nó lâu.
con kia to hơn nè. Dài không? Đang quay. Đây, đi mang mang. Đây, đi đi. Rồi ok, xuống thôi. Đấy, rồi đây. Ở đây có hai cha con đang ngồi câu cá nè các bạn. Thả mồi xuống rồi luột cái dây xuống. Đợi cá ăn rồi kéo lên nè các bạn. Rồi đang kéo lên rồi xem được cái gì không nha. Rồi xong, được một cọng dây rồi. Ở đây câu thế này vẫn hay được cá mương nha các bạn. Cá mương bé bé. Chú này câu xong rồi cũng thả xuống rồi. Câu cho vui mà các bạn. Ở đây thì vẫn hay có người tới đây ngồi chơi các bạn. Chỗ đây cuối tuần thì nhiều người tới đây chơi. Ở đây mát mà các bạn. Luôn có gió thổi, có nhiều đứa tới đây thả diều nữa các bạn. Giờ để coi cho các bạn coi cảnh ở đây nhé. Đây, bên đây có mấy thanh niên đang ngồi hóng gió nè. Đấy, ở đây cũng khá là rộng nha. Còn chúng tôi thì đang ngồi đợi cá ăn thôi. Câu từ sáng giờ được có mỗi con cá trê thôi các bạn. Chắc nữa tí không có cá là thu cần về thôi. Được con cá trê mình xích ở dưới cái xích hồi nãy các bạn. Nếu mà không có cá thì bọn mình về nhé. Các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn nhé.